Ê Thúy, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em cách chế một cái súng tiêm gà vịt có gắn dụng cụ kiểm đếm tự động. Đó, dụng cụ kiểm đếm tự động. Đầu tiên, các em sẽ chuẩn bị một cái dụng cụ kiểm đếm tự động như thế này. Đây là cái đếm số, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, đây là cái đếm này. Khi đếm xong, chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái này về con số 0 này. Đấy, về con số 0. Đấy, về con số 0. Đấy, là lại trở về cái bắt đầu. Cái dụng cụ này ấy, là các tiếp viên hàng không trên máy bay là thường dùng để kiểm đếm hành khách. Và tôi đã mua về, tôi lắp vào cái súng tiêm vịt này. Đấy, cái thứ hai nữa là cái súng tiêm. Cái súng tiêm gà tiêm vịt này thì các anh em thú y, các anh em chăn nuôi là ai cũng biết. Đấy, ai cũng biết. Và làm thế nào để lắp hai cái này vào với nhau và nó sử dụng được, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn, hướng dẫn các bạn cách chế để lắp nó vào với nhau để sử dụng được nhá. Đầu tiên, đây là nó có một cái quai đeo này của nó nguyên bản như này này. Ta sẽ dùng một cái ghim giấy như thế này, một cái ghim giấy như này, và ta uốn nó cong lên và ta lắp nó vào đây, lắp vào đây và ta sẽ sử dụng được, lắp lên ta sẽ sử dụng được. Và bên cạnh này tôi đã lắp sẵn một cái là cái tôi đang dùng, là cái tôi đang dùng để đếm. Đây nè nè nè, lắp sẵn ở đây rồi, lắp sẵn đây, lắp sẵn ở đây. Đấy, đây là cái số kiểm đếm này. Tôi sẽ kiểm đẩy nó về con số 0. Đấy, tất cả con số 0. Khi tiêm ấy là ta bóp này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, các bạn thấy chưa? Số 10 tiêm được con nào thì nó sẽ lẩy lên con số đấy. Đây là tôi tiêm tay trái. Nếu các bạn tiêm tay phải thì các bạn chỉ cần lật con sang bên này, xoay nó lên như này là lại tiêm bình thường. Đấy, các bạn thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy là con số 20. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, tháo lắp thì cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần ngoặc nó vào đây thôi, ngoặc cái sắt đấy vào đây và cố định nó vào đây. Còn cái bấm này bắt các bạn cho nó tì vào đây là bấm được bình thường. Khi tiêm xong các bạn tháo ra, các bạn tháo ra thế này, tháo ra như này, các bạn cất nó đi và vệ sinh súng ống sạch sẽ để tiếp tục tiêm cho đạn mới. Khi lắp vào để tiêm cho đạn mới, các bạn cũng lắp rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần lấy cái này, bạn móc nó vào là xong. Đây, các bạn móc vào như này là xong này. Đấy, khi lắp vào như thế này ấy, các bạn sẽ phải chỉnh một chút để cho cái này nó tì lên đây để cho nó tô số, nó đảm bảo nó lẩy tốt là được. Đấy, dồn nó lên một chút thế này là đã xong. Đấy, và ta bắt đầu sử dụng bình thường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, các bạn thấy chưa? Và tiếp tục cứ lật sang bên này, nếu mà tiếp tay trái như tôi lật sang lên như này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 4 lần, mỗi lần 10 là con số 40, các bạn thấy chưa? Đấy, bình thường tiêm mà đếm bằng mồm thì chúng ta sẽ, trong quá trình tiêm chúng ta sẽ không nói chuyện được với nhau, không giao lưu được với khách hàng. Và thứ hai nữa là rất dễ nhầm lẫn. Như nhà tôi tiêm mỗi một ngày khá là nhiều. Đấy, nếu mà cứ đếm suốt như thế thì khá là mỏi mồm, thì rất là chán. Đấy, tôi đã chế ra cái dụng cụ như này. Đấy, và tôi thấy rất là hay, tôi xin chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tự chế. Nếu ai
chưa làm được thì có thể alo cho tôi sẽ hướng dẫn cụ thể nhá. Ok, xin chào các bạn.